Hiện tại, đơn vị tháo dỡ đang tập trung máy móc thiết bị để tiến hành tháo dỡ các phần còn lại để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Xuân Hồng và sân vận động nhằm tạo không gian mở cho các hoạt động cộng đồng. Được biết, sân vận động Tây Ninh khánh thành năm 2005. Tuy nhiên, kể từ khi câu lạc bộ Fico Tây Ninh gặp khó khăn về tài chính và rút lui khỏi giải hạng nhất quốc gia vào năm 2021, sân vận động đã không còn được sử dụng hết công năng thiết kế và đang dần xuống cấp. Để tránh lãng phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra chủ trương chuyển đổi công năng sân vận động Tây Ninh. Cụ thể, trước đó ngày 16 tháng 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Xuân Hồng và sân vận động nhằm tạo không gian mở cho các hoạt động cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng. Dự án bao gồm cải tạo cảnh quan, xây dựng quảng trường, phố đi bộ, khu thể thao, bãi đậu xe và các công trình phụ trợ. Dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025. Khi hoàn thành, sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, thúc đẩy du lịch và giúp thành phố Tây Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Xuân Hồng và sân vận động nhằm tạo không gian mở cho các hoạt động cộng đồng.